Chào các bạn, hôm nay hướng dẫn các bạn một cái cách mà giải phương trình mà nhẩm nhánh hơn máy tính. Nếu các bạn thành thạo thì các bạn sẽ tìm ra nghiệm nhánh hơn việc là các bạn bấm máy tính các bạn nhé. Thì đối với phương trình bậc hai, nếu có nghiệm thì có một nghiệm là x0 sẽ bằng là gì? Trừ b trừ căn của b bình trừ 4ac trên 2a. Đấy. Đầu tiên là chúng ta phải dùng công thức nghiệm để tính ra một nghiệm. Rồi sử dụng định lý VS ta sẽ có nghiệm thứ hai. Đấy là x1 nhé, là bằng x0 thì x2 sẽ bằng c trên a x0. Đấy. Các bạn thấy như vậy. Bây giờ được cái phương trình này thì ta giải này. x0 này. Các bạn thấy này, b trừ trừ b là 5. Trừ căn delta, căn của b bình phương là 25. 25 trừ 4 nhân 1 nhân 6 là 24, trên 2 nhân 1 là 2, thì đấy sẽ bằng 2. Còn một nghiệm bằng 2, nghiệm thứ hai là sẽ bằng c là 6, a là 1, 1 nhân với 2 là 2 bằng 3. Các bạn nhé, cái phương trình có hai nghiệm như thế này. Các bạn mới làm nhánh thì đó là bấm máy tính không nhánh bằng cách làm này. Bấm máy tính thì các bạn mới nhập máy tính về sử dụng các nút để lấy ra phương trình bậc hai để nhập máy tính thì các bạn trả như thế này nhanh hơn các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.